Đến vườn hoa Đình Đắc, đầu tiên khi bước vào khu vườn, bạn sẽ thấy cánh đồng hoa thạch thảo nhuộm tím cả một góc trời lãng mạn. Được mọi người ví von đẹp tựa vườn lavender ở trời Tây, nên những bức ảnh check-in ở đây đều khiến mọi người thốt lên chỉ hai từ xuất sắc. Tiếp theo là vườn hoa thạch thảo, được ví như quốc họa mi phiên bản Vũng Tàu. Hoa thạch thảo trắng, đang làm khuynh đảo hội sống ảo vì quá xinh xắn và lên hình thì siêu đẹp. Vườn hoa với diện tích 3.000m², trong đó phần lớn là trồng hoa thạch thảo tím. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng không gian hết sức thơ mộng với bạt ngàn hoa thạch thảo. Ngoài ra nơi đây còn có hoa tam giác mạch, đến mùa hoa nở, màu trắng hồng bao phủ cả một vùng rộng lớn. Bạn tha hồ sống ảo với khung cảnh này nhé. Đường đi đến vườn hoa cũng khá dễ dàng. Bạn đi theo hướng cổng chào thành phố Bà Rịa, rẽ vào đường 27/4 đi đến cuối đường gặp bùng binh nhà máy nước sông Rinh, sau đó rẽ vào đường Hoàng Diệu là tới vườn hoa. Vườn thạch thảo ở Bà Rịa có quy mô nhỏ hơn các vườn hoa ở Vũng Tàu, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho những kẻ yêu hoa mê mệt. Có lẽ chỉ một lần được tận mắt nhìn thấy những nhành hoa tím đang đung đưa trong ánh nắng mặt trời là người ta dường như bị mê hoặc mãi không thôi. Trong khu vườn, hoa được trồng thành từng luống nhỏ với những lối đi ở giữa, vậy nên bạn có thể dễ dàng dạo bước khắp khu vườn, thu trọn vào đôi mắt màu tím liệm đặc trưng của loài hoa tượng trưng cho niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Những cánh hoa ấy tuy nhỏ nhắn, mỏng manh lắm nhưng lại mang trong mình một sức sống tràn trề. Tiếp theo là vườn hoa thạch thảo được ví như quốc họa mi phiên bản Vũng Tàu. Hoa thạch thảo trắng đang làm khuynh đảo hội sống ảo vì quá xinh xắn và lên hình thì siêu đẹp. Màu trắng tinh khôi của hoa thạch thảo sẽ hấp hồn bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cũng tại khu vườn hoa này, nếu check-in chán ngán hai loại hoa trên, thì tấp nhẹ qua vườn hướng dương vàng rực ngay thôi nào. Vườn hướng dương rực rỡ đẹp mê hồn, sẽ để lại những bức ảnh sống ảo để đời, khiến tụi bạn thân phải trầm trồ lên đó. Địa điểm siêu xịn sò này là nơi không thể bỏ qua của những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh và có tâm hồn sống ảo. Cần gì lên Đà Lạt xa xôi, kế bên Sài Gòn đã có vườn hoa hướng dương siêu xinh, tha hồ mà check-in mệt nghỉ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của Khám phá Việt Nam. Nhớ bấm đăng ký kênh, like và góp ý những địa điểm mới cho chúng tôi để thêm phần đa dạng cho địa danh Việt Nam nhé. Thân ái!